Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai đội tuyển U22 Malaysia và U22 Lào. Đó là trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 30 tháng 5. Và theo đánh giá của nhà cái thì các cầu thủ U22 Malaysia sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp U22 Lào với mức kèo là 1,5. Mức kèo phải tăng 1,75 và hạ xuống còn 1,25. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5 tùy theo kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Gì Review Soi Kèo. Thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo các kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó. Ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Thì ở cấp độ đội tuyển U22 trước đây thì U22 Malaysia và U22 Lào cũng đã có hai lần gặp nhau. Và hai lần gặp nhau đó thì U22 Lào đã giành chiến thắng trước U22 Malaysia cả hai trận. Năm trận thi đấu gần nhất của U22 Malaysia thì U22 Malaysia thắng 3 và thua 2. Năm trận thi đấu gần nhất của U22 Lào thì U22 Lào thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với cái mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì mình sẽ chọn cửa đội U22 Lào được chấp 1,5 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này một lần nữa bóng đá Lào chạm trán với bóng đá Malaysia thì vẫn bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì những năm trở lại đây thực lực của bóng đá Lào cũng đã cải thiện rất là đáng kể rồi. Nếu như mà xét về chiều sâu đội hình và thực lực hiện tại đối với Malaysia thì U22 Lào họ cũng không thua kém gì là mấy đâu. Thứ hai thì do mức kèo chấp trận đấu này nó cũng hơn một trái. Nếu như trận đấu này mà hai đội hòa nhau hoặc là U22 Lào có để thất bại trước U22 Malaysia với cách biệt là một bàn thì chúng ta chọn cổ U22 Lào chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nó thì xét về phong độ cũng như là thành tích đối đầu hiện tại thì U22 Lào họ cũng đang khá là ngang ngửa với U22 Malaysia. Và hai lần gặp nhau gần đây thì ở cấp độ U22 thì bóng đá Lào họ đều giành chiến thắng trước U22 Malaysia. Thì bắt đầu một lần nữa bóng đá Lào sẽ làm nên bất ngờ, đó là có thể là đá bại được U22 Malaysia một lần nữa thì sao. Cho trận đấu này bạn nào tự tưởng mình ưu tiên đi cửa U22 Lào được chấp 1,5 nha. Nhiều khả năng trận đấu này có thể là Malaysia cũng chỉ thắng Lào, nhưng mình nghĩ là họ cũng chỉ thắng cách biệt một bàn mà thôi. Mức tài xỉu trận đấu này là 3,25, 3 trái và 3,5. Thì những lần gặp nhau trước đây của bóng đá Malaysia và Lào thì thường mình thấy nó cũng có rất nhiều thắng ghi. Do đó trận đấu này hai đội sẽ đều có bàn thắng và có thể là mình nghĩ là hai đều nghiêng về cho hai đội hoặc là 3-2 nghiêng về cho U22 Malaysia. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên đi cửa tài ở trận đấu này nha. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng vào U22 Lào thì các bạn ưu tiên đi cửa tài không được nha. Nhưng mà thật sự trận đấu này thì mình thấy là Lào nó sẽ ngon hơn nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,75 và tài xỉu là 1,25. Thì giờ trận đấu hiệp 1 với thực lực cũng không thua kém gì đối thủ, cộng với phong độ cũng đang khá là ổn và lối đá cũng được cải thiện rồi thì Lào họ cũng sẽ không thua Malaysia, thậm chí là Lào là những người có bàn dẫn trước nữa. Dự đoán sẽ là một điều ở hiệp 1 nghiêng về cho hai đội hoặc là Lào sẽ có một thắng trước. Thì hiệp 1 các bạn chọn cửa Lào được chấp nha và đợi tài hạ còn một trái hoặc dưới một thì vào. Tới mai trận đấu chốt kèo là chọn cửa U22 Lào và đá tài ở hiệp 1 cũng vậy. Thì cái này là cái phần trình riêng của mình về trận đấu này. Anh em nào có kiến khác comment bên dưới nha. Chúc anh em may mắn.